Nga cáo buộc Ukraine dùng đạn chùm tập kích thành phố Donetsk. Giới chức Nga cho biết quân đội Ukraine bắn đạn chùm vào thủ phủ Donetsk của tỉnh cùng tên, khiến tòa nhà thuộc một đại học ở đây bốc cháy. Trung tâm Kiểm soát và Phối hợp Chung, một tổ chức của Nga chuyên giám sát những vụ tập kích nhằm vào tỉnh Donetsk và Lugansk, vừa thông báo lực lượng Ukraine bắn 4 quả đạn chùm 155mm vào các quận Voroshilovsky, Kievsky và Kuybyshevsky của thành phố Donetsk vào đêm hôm trước. Alexei Kochubisky, lãnh đạo cơ quan ứng phó tình trạng khẩn cấp của tỉnh Donetsk do Nga bổ nhiệm, thông báo vụ pháo kích bằng đạn chùm khiến tòa nhà của Đại học Kinh tế và Thương mại Donetsk bốc cháy. Ông Kochubisky nói đám cháy phức tạp bởi tòa nhà có mái và sàn làm bằng gỗ, đồng thời cho biết 14 phương tiện chữa cháy và 100 lính cứu hỏa được điều tới hiện trường. Đám cháy được dập tắt vài tiếng sau đó, không có nạn nhân trong vụ hỏa hoạn lẫn trận tập kích bằng đạn chùm của Ukraine. Trước đó, Mỹ thông báo quyết định viện trợ đạn chùm cỡ 155mm cho Ukraine. Ông Kolinka, khi đó là Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ, cho biết Ukraine cam kết không bắn đạn chùm vào các khu dân cư và ghi lại vị trí sử dụng loại đạn này để hỗ trợ nỗ lực rà phá bom mìn, vật liệu nổ sau khi xung đột kết thúc. Quân đội Ukraine cho biết đã nhận đạn chùm do Mỹ viện trợ. Các chỉ huy quân đội Ukraine cho rằng đạn chùm có thể thay đổi hoàn toàn cục diện chiến trường, mang lại lợi thế cho họ và buộc Nga phải bỏ các vị trí nguy cơ bị tập kích bằng loại đạn này. Tổng thống Vladimir Putin ngày 16 tháng 7 nói Nga có đủ loại đạn chùm trong kho vũ khí và sẽ đáp trả tương ứng nếu Ukraine dùng loại đạn này tập kích chúng tôi. Tổng thống Putin khi đó khẳng định Nga chưa dùng đạn chùm trong xung đột với Ukraine, bất chấp có lúc gặp khó khăn về nguồn cung đạn dược. Đạn chùm không gây sát thương bằng thuốc nổ hoặc đầu đạn xuyên phá thông thường, mà chứa lượng lớn đạn con được phát tán khi đến gần mục tiêu. Cơ chế này cho phép một quả đạn mẹ giải hàng trăm đến hàng nghìn đạn con trên diện rộng, hiệu quả sát thương cao hơn nhiều so với đạn pháo hoặc rocket nổ mảnh thông thường. Một số quả đạn con có thể gặp trục trặc với ngòi nổ, khiến chúng không kích hoạt và rơi rải rác mà không có bất cứ bản đồ đánh dấu nào. Những đạn con này vẫn giữ nguyên cơ chế kích hoạt và có thể phát nổ khi ai đó chạm vào, ngay cả khi chiến sự đã kết thúc nhiều năm. Hơn 100 quốc gia đã ký công ước về bom, đạn chùm CCM, trong đó cấm sản xuất, tích trữ, sử dụng và chuyển giao loại vũ khí này. Mỹ, Nga và Ukraine không ký kết. Các bạn thân yêu ơi, hãy mau nhấn like, chia sẻ, đăng ký subscribe kênh Sa Bàn Quân Sự để nhận tin mới nhất về chính trị quân sự trong nước và quốc tế nhé.